Để cho ancona tác dụng với natri dư, thay số mol hydro bằng mol na đã dùng. Và nhớ cái này là cứ mỗi lần mà cho ancol đi tác dụng với natri thì chúng ta phải cố gắng ghi cho nó lộ nhóm OH ra ít lần đi, cộng với natri để tạo thành RONa tất cả X cộng cho hydro. Số mol hydro đây là 0,5X đó. Thế để cho này, thế để cho là gì? Mol hydro đúng bằng mol Na. Mol hydro chúng ta đây là 0,5X bằng mol Na là bằng 1. Rồi đây chúng ta tính được X bằng 2. Bằng 2 thì chúng ta sẽ loại câu C. Câu C thì chúng ta là X bằng 3 rồi. Được chưa em nhỉ? Rồi. Tới đây điều yêu cầu chúng ta là đốt cháy hoàn toàn thì thu được CO2 và nước có tỷ lệ như vậy. Thì đây, đầu tiên em sẽ lấy cái tỷ lệ trước. Khối lượng CO2 gấp 1,833 khối lượng nước. Thông thường để xử lý thằng này thì thầy hay làm như sau. Thầy sẽ chọn khối lượng nước bằng một con số mà nó chia hết cho 18. Như vậy thầy sẽ chọn khối lượng nước là 18 gram. Em tính cho thầy khối lượng CO2 bao nhiêu. Sau đó em tính mol bình thường thôi. Ba hai phẩy chín chín bốn thì sắp xỉ bằng 33 em nhé. Cho đây em tính cho thầy mol nước bao nhiêu, mol CO2 bao nhiêu. Em lấy 33 em chia 44 thì mol CO2 ở đây là 0,75. Mol nước chúng ta là 18 chia 1, chứ rồi chứ 18 chia cho 18 là bằng 1. Nước lớn hơn thì nó là ancol no. Cái này mình tìm được X bằng 2 là tức là nó là hai chất, hiểu không? Oxy là bằng OH mà. Đã nói rồi. Lưu ý nha, khi tác dụng với phản ứng cháy á, thì dùng công thức tổng quát, còn khi mà tác dụng với natri thì chúng ta sẽ ghi có nhóm OH ra nha. Rồi. Như vậy để tính được mol ancol thì chúng ta lấy mol nước trừ mol CO2, 1 trừ 0,75 là 0,25. Từ đây em tính N. Để tính N em lấy mol CO2 chia cho mol ancol. Thôi đây mình tính N bằng 3. Được chưa? Sẽ ra thằng này là C3H8O2. Hay nói cách khác, nó là C3H6OH tất cả 2. Cái đúng bây giờ mình chọn là câu B. Các bạn nào có ý kiến gì về bài toán này không ạ? Mình có hai phương trình em nha. Phương trình đối với natri thì chúng ta lấy cái chất ra. Còn phương trình với oxy hay nó khác là phương trình cháy thì chúng ta lấy cho thầy số C. Thế thôi. Chia nhiệm vụ ra rất rõ ràng.